Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Vâng, các bạn xem một chiếc TV Sony khi mà tôi bật điều khiển lên. Và chiếc TV Sony sẽ khởi động. Đó. Sau đó là chiếc TV này sẽ tắt. Sẽ tắt đúng không ạ? Một lần. Sau đó là chiếc TV này khởi động lần thứ hai. Lần thứ hai cũng khởi động như thế này. Và tắt tiếp 3 lần như thế này, 3 lần. Đây các bạn cứ xem. Lần này thì chiếc TV của quý vị các bạn sẽ tắt hẳn. Tắt hẳn. Và chiếc TV này khi mà tắt thì sẽ có đèn báo. Đèn đỏ của chiếc TV sẽ báo và nhấp nháy. Thì sửa như thế nào thì mời các bạn đón xem cái video này của tôi. Tôi sẽ sửa và thay thế linh kiện chúng một cách rất là đơn giản và hiệu quả. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy đúng hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày mọi người nhé. Thế này thì việc đầu tiên là các bạn sẽ phải làm là gì, các bạn sẽ gỡ hộ mình những thanh nét này ra. Đây là những bộ nét hỏng, chúng ta sẽ bỏ ra ngoài. Đây mọi người xem. Ok. Đây và mọi người xem. Đây là chữ cúc nét mới. Rất là mới ạ. Rồi. Và tôi sẽ lắp trả màn hình cho chiếc TV. Không biết là đang làm. Vâng, và các bạn xem sau khi mà mình đã thay cái bộ led của TV thì chiếc TV đã hoạt động rất bình thường. Và mọi người xem cái hiển thị hình ảnh của chiếc TV đều rất là bình thường và rõ nét. Một video ngắn hướng dẫn các bạn cách sửa chữa một chiếc TV nháy đèn đỏ và khởi động logo 3 lần nháy đèn đỏ rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Vậy hôm nay tôi xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.